Chương 15 Vào những ngày đầu tháng 10 lại có một sứ giả đem thư của Napoleon đến gặp Kutuzov đề nghị giảng hòa. Bức thư đề là gửi từ Moskva, nhưng thực ra bấy giờ Napoleon đang ở cách Kutuzov không xa, trên con đường Kaluga cũ. Kutuzov cẩn phúc đáp bức thư này giống như đã phúc đáp bức thư trước đây do Longston đưa lại, ông trả lời là không thể nói đến chuyện hòa giải được. Ít lâu sau có tin của đội du kích Dorokho, bấy giờ đang hành quân ở phía trái Tatuno báo về là quân địch xuất hiện ở Fomisco, đó là sư đoàn của Brucey. Sư đoàn này cách biết với các đơn vị khác khá xa, cho nên có thể tiêu diệt nó một cách dễ dàng. Binh lính và sĩ quan lại đòi hành động. Các tướng tá ở các bộ phận tham mưu, được trận thắng dễ dàng ở Tatuno khích lệ, nặng nặc đòi Kutuzov thi hành lời đề nghị của Dorokho. Kutuzov cho rằng lúc này không cần phải tấn công gì cả. Rốt cục người ta có được một cái gì nữa vời, đó chính là những việc sẽ được thực hiện. Một đội quân nhỏ được phái đến Fomisco để tấn công Brusi. Do một sự ngẫu nhiên kỳ lạ, công việc này, một công việc hết sức khó khăn và quan trọng, như sau này người ta đã thấy rõ, được giao cho Dorothuro, chính cái ông Dorothuro nhỏ bé, khiêm tốn mà không có ai miêu tả đang ngồi soạn kế hoạch tác chiến là đang phóng ngựa như bay trước các binh đoàn hay đang ném huân chương chữ thập lên các trận địa pháo, vân vân. Con người vẫn bị coi là thiếu cương quyết, thiếu sáng suốt, nhưng lại chính là người mà trong suốt thời gian diễn ra những cuộc chiến tranh Nga, Pháp, từ Austerlitz cho đến năm 1813, hễ nơi nào tình thế khó khăn là ta thấy đứng ở vị trí chỉ huy. Ở Austerlitz, ông ta đã ở lại sau cùng bên DAZ, tập hợp các trung đoàn, cứu vãn những gì còn cứu vãn được, trong khi mọi người đều đã bỏ chạy hay gục hết và ở hậu quân không có lấy một viên tướng. Chính ông ta, trong khi đang ốm đau, đang lên cơn sốt đã đem hai vạn quân đến Smolensk để bảo vệ thành phố này, chống cự với toàn thể đại quân của Napoleon. Ở Smolensk, trong khi đang nằm thiêu thiêu ngủ ở gần cửa Malakovi trong một cơn sốt cực kỳ dữ dội, tiếng đại bác quanh tạc Smolensk đã đánh thức ông ta dậy, và Smolensk đã kháng cự suốt một ngày ròng rã. Ở trận Bagratino đã vỡ trận, các đơn vị ở cánh trái quân ta thương vong chỉ còn một phần chính và pháo binh Pháp tập trung hết hỏa lực bắn vào đấy, Người ra chẳng cử ai ngoài cái ông Dorotrotro thiếu cương quyết và thiếu sáng suốt ấy, Kutuzov cũng đã toan phái người khác, nhưng lại vội vàng chữa lại sai lầm. Và Dorotrotro, con người thấp bé hiền lành ấy đã phi ngựa đến đấy và trận Borodino đã trở thành án vinh quang lớn nhất của quân đội Nga. Người ta đã ca ngợi bằng văn xuôi và bằng thơ nhiều vị anh hùng trong trận Borodino, nhưng Dorotrotro thì hầu như chẳng có ai nhắc đến một câu và chính dorothudo đã được cử đến fomisco rồi từ đấy lại được cử đến mali Yarosap, nơi đã xảy ra trận đánh cuối cùng với quân pháp và là nơi mà quá trình diệt vong của quân đội pháp đã bắt đầu và người ta lại ca ngợi nhiều bị anh hùng và nhiều nhà cầm quân thiên tài đã lập công trong thời kỳ này nhưng dorothudo thì chẳng ai nói đến hoặc chỉ nói rất ít hoặc nói với một thái độ hồ nghi và việc họ tản lờ dorothutro đi như vậy chính là bằng chứng hiển nhiên nhất tỏ rõ tài năng và công lao của ông lẽ tự nhiên khi một người không hiểu hoạt động của máy móc mà nhìn vào bộ máy đang chạy thì có thể tưởng đâu bộ phận quan trọng nhất là cái mảnh vỏ bào tình cờ rơi vào máy đang chạy loạn xạ giữa các bánh xe và cản trở hoạt động của máy một người không biết rõ cơ cấu của máy thì không thể hiểu rằng bộ phận quan trọng nhất trong máy không phải là cái mảnh vỏ bào kia vốn chỉ làm cho máy khó chạy và hư hỏng đi mà là cái trục chuyển tiếp nhỏ đang quay đều không tiến động. Ngày mồng 10 tháng 10, chính cái ngày mà Dorothutro đã đi được nửa đoạn đường dẫn đến Fomisco và dừng lại ở thôn Aristovo chuẩn bị thi hành một cách chính xác mệnh lệnh đã nhận được, quân đội Pháp lúc bấy giờ trong cuộc hành quân hoảng hốt đã đi đến vị trí của Mura, có vẻ như định mở một trận đánh, thì bỗng nhiên vô cớ quay về bên trái. Tiến về con đường Kaluga mới và bắt đầu tiến vào thôn Fomisco nơi mà trước đây chỉ có một mình Brucey đóng. Lúc ấy dưới quyền chỉ huy của Dorothuro, ngoài đội du kích của Dorothuro ra còn có hai đội quân nhỏ của Figer và Setlavin. Tối hôm 11 tháng 10 Setlavin đem một tù binh trong đội cận vệ của Pháp vừa mới bắt được đến gặp thượng cấp ở Aristovo. Tên tù binh cho biết rằng những đạo quân đến Fomisco hôm nay là tiểu đạo của đại quân, rằng Napoleon hiện có mặt ở đấy, rằng toàn quân đội đã ra khỏi Mosva được năm hôm nay. Cũng như tối hôm ấy, một người gia nô ở bốt rốc đến kể lại rằng y đã thấy một đạo quân rất lớn tiến vào thành phố. Những người lính cô giác trong đội du kích của Dorothuro báo cáo rằng họ đã trông thấy đội quân cận vệ của Pháp đi trên con đường dẫn đến bốt rốc. Qua tất cả những tin tức ấy có thể thấy rõ rằng nơi mà trước đây người ta đã dự tính sẽ gặp một sư đoàn, thì nay là toàn thể quân đội Pháp từ Mosva đến theo một hướng đi bất ngờ, theo con đường Kaluga cũ. Dorotudo không muốn quyết định tiến hành một việc gì hết vì bây giờ ông ta không thấy rõ nhiệm vụ của ông là thế nào. Ông đã được lệnh tấn công Fomisco. Nhưng trước đây ở Fomisco chỉ có một mình Brucey mà nay thì lại là toàn thể quân đội Pháp. Zemolov muốn hành động theo ý mình, nhưng Dorothuro một mực nói rằng ông ta cần phải có lệnh của Điện Hạ Tối Quang Minh. Họ bèn quyết định gửi báo cáo về đại bản doanh. Với mục đích này họ chọn một viên sĩ quan thông minh, tên là Bokovitin, ngoài việc đưa thư ra còn có nhiệm vụ trình bày hết tình hình hiện tại. Vào khoảng gần nửa đêm Bokovitin nhận phong thư và những lời căn dặn, rồi đem theo một người lính cô giác và mấy con ngựa dự bị, phi nước đại về đại bản doanh.